Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi xin nói về cái phần là cách mà chúng ta xem một cổ phiếu cơ bản, cái bài thứ hai. Đúng không? Thứ hai. Thì cái bài này thì tôi xin nói về, tôi ôn lại cái bài trước. Ôn lại cái bài trước. Bài trước nó nói gì? Đó là bài trước là cách xác định một cái thông tin cụ thể. Ví dụ như tôi có một cái trang web như thế này. Đúng không? Trang web trang chủ của tôi đây. Trang này tôi để xem các chỉ số của nó, đúng không? Tại đây thì tôi sẽ đặt cái ví dụ như là cái trang thứ hai là trang này.
thì điều là tài chính thì nó sẽ phân tích được cái mức độ rủi ro, phân tích được cái tiềm năng tăng trưởng, để phân tích được cái mức độ rủi ro thì ta sẽ xem xét các yếu tố về rủi ro trong kinh doanh, mức độ dao động của lợi nhuận doanh nghiệp, mức độ dao động của doanh thu, để đánh giá cái tiềm năng của thị trường, hiệu quả của mức độ rủi ro của các hoạt động trong doanh nghiệp. Rủi ro về tài chính thì đòi hỏi về tài chính, tỷ lệ nợ dài hạn, những cái vốn sở hữu của nó, khả năng thanh toán chi phí nợ. Và hôm nay chúng ta vào cái bài mới, chúng ta sẽ phân tích một cái kết quả kinh doanh. Ở đây tôi có đưa ra một kết quả kinh doanh như thế này. Đấy, và các bạn sẽ phân tích. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích thu nhập và kết quả kinh doanh. Phân tích thu nhập và kết quả kinh doanh, chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta có gì, có điều gì lưu ý nữa. Chúng ta để ý cái doanh thu thường nhỉ? Để ý cái doanh thu thường. Ok không? Doanh thu thường thì nó gồm là doanh thu thường. Doanh thu thường nó tăng mạnh vào năm ở mức là 14% năm 2006 và đến mức 34% năm 2007, mức 39% năm 2008. Cái việc mở rộng các nhà máy cũng như chiến lược marketing chiếm lĩnh thị trường đã tiếp tục duy trì đúng hạn hiệu quả, thì cái công ty này là hoàn thành đúng cái mức chương trình tăng trưởng là 25% đến 35% trên năm. Phân tích cho dựa vào cái bản báo cáo này, doanh thu lúc nó lên đến 5200. Còn trên cái website, trên cái website cái phần mà doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thì nó được biểu hiện trên cái website này. Ở đây nhá, nợ phải trả doanh thu thuần rồi này, nó có tính toán cho các bạn cái chỉ số này, chúng ta không cần phải tính toán nhiều. Doanh thu thuần để xem nào, cái này cho các bạn phải tính toán rồi, nó sẽ tính toán cho các bạn là dư nợ cho vay, huy động vốn, đúng không? Lợi nhuận sau thuế, chứ nó không có tính một số chỉ số khác. Ở cuối cái mục này thì nó sẽ có một cái biến đồ cái vốn điều lệ nó. Chúng ta quan sát cái doanh thu thuần này. Cái thứ hai là cái mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế, đúng không? Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Đây, chúng ta quan sát cái biểu đồ này. Thì chúng ta quan sát thấy là tăng trưởng doanh thu, nó khả năng vốn lưu động nó theo vòng như thế này. Đấy. Thì chúng ta dựa trên cái mức tăng trưởng lợi nhuận này, dựa trên tăng trưởng lợi nhuận đúng không? Để mà chúng ta tính và chúng ta phân tích ra. Tăng trưởng đấy, các bạn quan sát đồ thị thì các bạn có thể thấy nó đang đi lên và một lúc nó sẽ đi, nó dần dần đi xuống đấy. Nó phân tích chúng ta có thể trong vòng một ngày, chúng ta nhấn vào một ngày để xem, chúng ta nhấn vào một tuần để xem, đúng không? Thì ở trong cái ví dụ này thì chúng ta quan sát thấy cái mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế, đúng
2016 thì công ty này đã đạt cái mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế rất cao là 6% năm 2017, năm 2018 là 146%, là cái mức tăng trưởng trưởng này trong đấy là doanh nghiệp đã có 2 năm tăng trưởng vượt bậc. Trong năm sau từ 62 đến 146. Từ năm 2000
cùng với việc là giảm nợ ngân hàng thì khả năng thanh toán ngân hàng và cái thanh toán nợ vay được đưa lên mức tốt. Đúng không? Ở đây chúng ta còn có một cái phương pháp phân tích nữa là phân tích chu kỳ, chu kỳ thì là chúng ta phân tích tỷ lệ lợi nhuận lề dựa trên cái lãi suất sử dụng bằng tài sản và cái đòn bẩy đánh đến. Còn cái ở đây các bạn cứ làm nhé. Các chỉ số về hình quả sinh lời rất tốt, nhưng chung là như thế. Phân tích ở đây thì tăng trưởng ROE là mạnh, ROE là nó nhờ thì suất tăng lợi nhuận lề thì hóa tài sản cao, trong khi rủi ro thì giảm mạnh. Cái phần mà chúng ta có những cái công thức để mà chúng ta tính chỉ số sau và lấy mức vừa như vậy. Đối với chỉ số ROE thì các bạn sẽ lấy lợi nhuận ròng chia cho vốn sở hữu. Đối với chỉ số mà khả năng tổng thanh toán ngân hàng thì các bạn lấy tổng số tài sản chia cho tổng số nợ phải trả, nó là tương đương với hai vậy. Còn đòn bẩy tài chính thì các bạn sẽ lấy tổng tài sản chia cho cái giá trị nào. Và cuối cùng là ta sẽ có được một cái bảng, ta sẽ có được một cái bảng hệ thống tiêu chí định lượng dựa trên một số công thức mà chúng ta đã tính toán ở trên, đúng không? Ta có được lợi suất cổ tức, đánh giá được mức sinh lợi lợi tức cổ phiếu so với giá mua, đồng thời cho các nhà đầu tư là có được kế hoạch từ lợi nhuận ngắn dài hạn để quyết định chiến lược đầu tư đúng đắn của mình. Thì số ROE vân vân các bạn tính toán trên từng thành phần. Ở đây các bạn lưu ý là website tính cho mình hết rồi. Còn một số cái mình cần phải tính, ví dụ như cái tỷ lệ nợ xấu, có báo cáo các bạn tỷ lệ nợ xấu dưới 2.5%, mức cổ tức tối đa là 100%, dư nợ cho tài sản tăng 13%, tổng tài sản là tăng 13.5%. Có tính toán cho các bạn. Và trong cái phần trong cái trang web này nó cũng có tính toán nữa. Đấy, nó tính toán ROE thì số VE các bạn nó tính toán theo từng năm như vậy. Nợ phải trả nó cũng tính toán nữa. Các bạn dựa trên những cái công thức mà tôi vừa cung cấp đấy, để phần to công thức này đây. Cho các bạn chép vào, bây giờ rồi các bạn chưa trên những cái bản, những cái bản mà các bạn thu thập từ công ty chính, từ đó các bạn tính toán ra cái hệ thống định lượng, cái giá trị của nó. Và cái buổi